Cháy rồi. Ê, ở dưới đó có nước kìa. Mày xuống đó múc nước lên rồi chữa cháy đi. Không được, mình để đôi dép ở đây, một hồi đi chữa cháy, ăn trộm nó lấy rồi sao? Ông ở đây đợi tôi chút xíu nha, tôi về tôi cắt đôi dép cái đã. Cái đậu xanh, rồi rút cuộc nó cháy cái gì vậy ta? Ông đợi tôi có lâu không? Mày xuống múc nước lẹ kìa, để nó cháy rụi đi bây giờ. Ừ hết, chút xíu nữa tôi quên rồi. Ủa mà quên, ông xuống ông phụ tôi đi, sao tôi xách nổi. Không được, mình xuống phụ nó rồi ướt cái bộ đồ mình rồi sao. Ê, hả? Mày đợi tao một chút xíu, tao về tao thay bộ đồ mới cái đã. Ai ướt thì mà. Cái ông nội này, giờ này mà còn về thay đồ, gọi biết chừng nào mới chữa cháy đây. Ê, mày đợi tao có lâu không? Ông nội, ông làm gì nãy giờ vậy? Xuống lẹ đi cha. Chạy đâu? Hả?